Các bạn ơi, đây là một đường phố ở thành phố Santa Clara của bang California ha. Thì các bạn thấy con đường này như thế nào? Riêng mình thì mình thấy là nó quá là bầy hầy luôn. Bầy hầy ở cái chỗ là xe hơi đậu đầy đường, thùng rác cũng đầy đường luôn, nhìn thấy thấy ghê. Thùng rác thì chắc là sau khi đổ xong thì người ta sẽ dọn thôi, nhưng mà xe hơi quá nhiều luôn. Cái chỗ này là bớt xe rồi nè, cái chỗ hồi nãy là quá chừng chừng luôn. Nhưng mà mình nghĩ là thùng rác là do là người ta biết cái lịch đổ rác đó, nên là người ta đem hết thùng rác ra ngoài, người ta để cho xe nó đổ đó, nên là mới nhìn thấy cái đường phố nó bầy hầy như vậy. Nếu mà đến không đúng thời điểm, đến cái lúc mà người ta đang đổ rác là nó như vậy đó, thấy nó xấu xí. Bây giờ là thấy đỡ hơn một chút rồi. Thành phố Santa Clara đó, các bạn mình quan sát thấy là rất nhiều nhà chỉ có cái gara mà chỉ có một chỗ thôi ha. Gara chỉ có một chỗ thôi, là chỉ có đổ được một chiếc xe thôi. Do đó nên các bạn mới thấy là xe nó đổ đầy đường nè, các bạn thấy không? Đây, các bạn nhìn cái đường phố này đi. Đây là thành phố Santa Clara các bạn ha. Santa Clara là nó nằm liền kề với thành phố San Jose đó. Những cái thùng rác này thì nó không có quan trọng, quan trọng là cái khu nhà nó như thế nào. Đối với mình thì khu này là quá chừng nhiều xe luôn, bởi vì là mỗi căn nhà đó nó không có đủ chỗ chứa xe. Đây các bạn thấy cái xe rác màu cam không? Đi đổ rác đó, Trân USA.